chết 8 tỷ tiền đền bù, người đàn ông bám trụ trong căn nhà chơi chọi giữa đường quốc lộ. Trước những năm 2017, người dân Trung Quốc thường đồn nhau về một ngôi nhà nằm giữa hai nhánh của đường cao tốc Thượng Hải-Trung Quốc, đó là căn nhà của ông Trương Tân Quốc. Từ tháng 7 năm 2003, nhiều người dân sống quanh con đường Hỗ Đình Bắc thuộc Tùng Giang, Thượng Hải-Trung Quốc đều đồng ý với thỏa thuận di chuyển nhà ở để mở rộng con đường cao tốc qua nhà họ đang sinh sống. Đổi lại, họ sẽ nhận được một khoản bồi thường lớn, nhưng chỉ có duy nhất gia đình ông Trương Tân Quốc không chịu đồng ý rời đi. Được biết, khi còn trẻ, ông Trương Tân Quốc làm ăn rất khá nên kiếm được nhiều tiền. Sau nhiều năm chật vật, hai vợ chồng đã có một số tiền tiết kiệm lớn. Khi con cái lớn lên, ông Trương Tân Quốc mua đất nhà hàng xóm bên cạnh, gộp vào diện tích đất ở để xây tòa nhà lớn 3 tầng rộng hơn 300m². Sau khi căn nhà được hoàn thành, nó bỗng chốc trở thành một dinh thự. Căn nhà có một vài phòng trống nên ông Trương Tân Quốc đã cho thuê lại chúng, giúp gia đình ông kiếm thêm được không ít tiền. Tuy nhiên, thời gian tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu. Đến tháng 1 năm 2023, ngôi nhà nằm trong danh sách quy hoạch đô thị của Thượng Hải lúc bấy giờ. Vốn dĩ, Trương Tân Quốc rất vui mừng khi biết chuyện. Ông cảm thấy nhà mình rộng như vậy thì sẽ nhận được nhiều tiền bồi thường. Nhưng kết quả đền bù đã làm ông ngã ngửa. Chủ đầu tư cho biết, bồi thường cho căn nhà của ông Trương Tân Quốc chỉ ngang bằng với những hộ dân xung quanh là 2,3 triệu nhân dân tệ, khoảng 8 tỷ đồng. Chủ đầu tư giải thích nhà của ông Trương Tân Quốc là đất tập thể nên hành vi mua bán giữa ông và hàng xóm là không đúng quy định của pháp luật. Hơn nữa, theo quy định mới, thì diện tích để đền bù phá dỡ bất động sản phá chỉ tính theo diện tích sàn chứ không liên quan đến số tầng. Tất nhiên, chính sách bồi thường này khiến cho ông Trương Tân Quốc không hài lòng. Ông quyết định không rời đi trước khi chính phủ đền bù cho ông 100 triệu nhân dân tệ, khoảng 350 tỷ đồng và 6 căn nhà. Khi nghe yêu cầu vô lý của ông Trương, chủ đầu tư không khỏi bàng hoàng. Về lâu dài, các căn hộ được phá dỡ sẽ góp phần phát triển kinh tế đô thị. Vì thế, chính quyền luôn cố gắng hào phóng trong việc bồi thường kinh tế cho các hộ tái định cư. Nhưng điều đó không có nghĩa là các bên liên quan có thể đồng ý với những yêu cầu vô lý quá mức của gia đình ông Trương. Sau nhiều năm đàm phán thất bại với ông Trương Tân Quốc, chính quyền chọn cách tiếp tục dự án mặc cho gia đình ông vẫn cắm móng tại đó. Nhiều năm về sau, căn nhà bị xuống cấp nghiêm trọng. Hàng ngày, người sống bên trong bị bao vây bởi tiếng ồn và khói bụi. Căn nhà của ông Trương Tân Quốc không có người tìm đến thuê nữa vì nằm giữa đường, điều kiện sống bất tiện. Những đứa con của ông cũng dần dọn khỏi nhà. Chỉ hai vợ chồng già sống ở đây. Thậm chí, mẹ vợ ông Trương Tân Quốc còn bị lên cơn đau tim phải nhập viện bởi tiếng còi xe lúc nửa đêm. Dòng dã 14 năm, nhân viên quy hoạch đô thị lại đến nhà ông Trương Tân Quốc để đàm phán. Lần này, ông nhanh chóng chịu thỏa hiệp, chấp nhận rời đi với tiền đền bù 2 triệu nhân dân tệ và 2 căn nhà. Ông Trương không hài lòng vì số tiền đền bù vẫn giữ nguyên 2 triệu nhân dân tệ, vì sau nhiều năm, sức mua của chúng chắc chắn sẽ giảm sút so với 14 năm trước. Tuy nhiên, để nhanh chóng chuyển khỏi điều kiện sống tệ của căn nhà, thì ông Trương vẫn chỉ đành ngậm ngùi chịu rời đi. Vậy là vào lúc 1 giờ 25 phút sáng ngày 17 tháng 8 năm 2017, cảnh quan với ngôi nhà nhỏ 3 tầng cuối cùng đã biến mất hoàn toàn trên đường Hỗ Đình Bắc, chấm dứt 14 năm tranh chấp giữa người đàn ông và đội phá dỡ bất động sản. Giờ đây, gia đình ông Trương đã chuyển đến căn nhà mới khang trang và sạch sẽ hơn. Họ cũng đang bắt đầu xây dựng cuộc sống mới bằng số tiền đền bù bất động sản. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này?